Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liên. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 7 tóm tắt bài 2, trang 54 đến trang 57, nói và nghe trao đổi về một vấn đề tự đánh giá. Nói và nghe trao đổi về một vấn đề. Một nhỏ định hướng. A. Để có thể hiểu đúng hơn về một vấn đề thì các em thường phải trao đổi về vấn đề đó. Vấn đề trao đổi có thể là một hiện tượng đời sống hoặc là một vấn đề văn học. Ví dụ như trao đổi về hiện tượng một số người chưa hiếu thảo với ông, bà hoặc cha mẹ. Trao đổi về nội dung hoặc nghệ thuật của một bài thơ 4 chữ, 5 chữ. B. Để trao đổi về một vấn đề thì các em cần chú ý. Đó là chúng ta sẽ lựa chọn vấn đề cần trao đổi, một cái hiện tượng đời sống hoặc là cái đặc điểm nội dung, nghệ thuật của một khổ thơ, đoạn thơ hay là cả bài thơ 4 chữ, 5 chữ. Xác định nội dung các ý kiến cần trao đổi. Trao đổi, thảo luận trong nhóm về vấn đề đó. Khi trao đổi thì cần nêu rõ cái cách hiểu hoặc là cái quan điểm của bản thân, đồng thời tôn trọng các ý kiến khác. Hai nhỏ thực hành. Bài tập trong các bài thơ Mẹ Đỗ Trung Lai, Ông Đồ Vũ Đình Liên, Tiếng Gà Trưa Xuân Quỳnh. Em thích nhất bài thơ nào vì sao? A. Chuẩn bị. Ví dụ như về bài thơ Tiếng Gà Trưa của Xuân Quỳnh, thì các em xem lại nội dung, đọc hiểu bài thơ Tiếng Gà Trưa. Rồi xác định những cái nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của bài thơ. B. Là tìm ý và lập dàn ý. Thì các em sẽ tìm ý cho bài nói bằng cách là chúng ta đặt và trả lời các câu hỏi như sau. Trong bài thơ em thích hoặc là ấn tượng với cái điều gì nhất? Rồi điều đó đã được thể hiện ở những cái yếu tố nào? Vì sao em thích hoặc là ấn tượng với điều đó? Thì các em sẽ đặt và trả lời những câu hỏi này để tìm ý cho cái bài nói. Lập dàn ý cho bài nói bằng cách là chúng ta lựa chọn và sắp xếp mà các ý chúng ta đã tìm theo cái bố cục 3 phần dưới đây. Mở đầu thì các em sẽ nêu cái điều em thích hoặc là ấn tượng nhất ở bài thơ. Ví dụ như trong bài thơ Tiếng Gà Trưa, tác giả đã rất thành công khi sử dụng một số biện pháp tu từng đặc sắc. Rồi phần nội dung chính thì nêu ý kiến cụ thể của em về các biện pháp tu từ đặc sắc đã xác định ở phần mở đầu, ví dụ như ở đoạn thơ, nghe sao động nắng trưa, nghe bàn chân đỡ mỏi, nghe gọi về tuổi thơ. Thì nhà thơ đã dùng biện pháp ẩn dụ chuyển đổi cảm giác, lấy thính giác nghe và thay cho thị giác thấy. Và cái việc lặp lại 3 lần ở dòng thơ, động từ nghe có tác dụng mà đem lại cái ấn tượng như là tiếng gà trưa ngưng lại, làm sao động không gian và cũng làm sao động cả lòng người. Tiếng gà cũng làm ký ức ta quay lại với những kỷ niệm tuổi thơ, Đinh Trầm Lạc. Phần kết thúc thì các em sẽ khẳng định lại ý kiến của bản thân, ví dụ như là các biện pháp tu từ đã mang lại cho bài thơ một cái vẻ đẹp độc đáo về nghệ thuật ngôn từ. C nhỏ nói và nghe, thì các em sẽ tham khảo cái yêu cầu về nói và nghe ở bài 1 phần nói và nghe mục C trang 38. Rồi phần D kiểm tra và chỉnh sửa thì các em cũng tham khảo cái hướng dẫn kiểm tra và chỉnh sửa đã nêu ở bài 1 phần nói và nghe ở mục D trang 38. Tiếp theo phần tự đánh giá. Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới. Một mình trong mưa. Từ nay cò ơi thân cò lận đận, một mình nuôi con. Đồng dọc đồng ngang, đồng trên đồng dưới, đồng xa đồng gần, cò đừng lạc lối. Đằng đông chớp bệ, đằng tây mưa nguồn, cò đừng mỏi cánh cố về với con. Một mình một lối, một mình trong mưa, lặng lội thân cò tối tăm mù mịt. Cò con bơ vơ khắc khoải đợi cò, cò về tổ ấm, cò về chở che. Lặng lội thân cò bước cao bước thấp, một mình một lối, một mình trong mưa. Đỗ Bạch Mai, người Hà Nội .com.vn. Như vậy các em vừa theo dõi văn bản Một Mình Trong Mưa của tác giả Đỗ Bạch Mai. Tiếp theo là chúng ta chọn phương án trả lời đúng cho mỗi câu hỏi từ câu 1 đến câu 9.
Câu 1, bài thơ trên được viết theo thể thơ nào? A. Lục bát, B. 4 chữ, C. 5 chữ, D. Tự do. Thì các em thấy, các em đếm số số tiếng ở bài thơ trên thì chúng ta thấy mỗi dòng thơ có 4 tiếng. Như vậy, bài thơ trên được viết theo thể thơ 4 chữ, như vậy câu 1 chọn B. Câu 2, các dòng trong bài thơ chủ yếu được nhắc nhịp như thế nào? A. 13, B. 31, C. 22, D. 112. Thì các dòng thơ trong bài thơ chủ yếu được nhắc nhịp theo nhịp 2, 2, 2. Như vậy câu 2 chọn C. Tiếp theo câu 3, cách xe vần của bài thơ thuộc loại nào? A. Vần liền, B. Vần cắt, C. Vần hỗn hợp, D. Vần chân. Thì cách gieo vần của bài thơ đó là gieo vần hỗn hợp, như vậy 3 chọn C. Câu 4, bài thơ có thể được xếp vào nhóm đề tài nào? A. Tình mẹ con, B. Tình cha con, C. Tình bà cháu, D. Tình vợ chồng. Thì các em đọc kỹ bài thơ thì chúng ta có thể xếp bài thơ vào nhóm đó là tình mẹ con, như vậy câu 4 chọn A. Câu 5, hình ảnh cò trong bài thơ có thể tượng trưng cho ai? A. Người mẹ, B. Người cha, C. Người vợ, D. Người chồng. Như vậy hình ảnh cò trong bài thơ có thể tượng trưng cho người mẹ, như vậy câu 5 chọn A. Tiếp theo câu 6, bài thơ không nhằm nhấn mạnh đặc điểm nào của cò? A. Vất vả chịu thương chịu khó, B. Thương con hy sinh vì con, C. Cô đơn lẻ loi một mình, D. Đảm đang tháo vát. Như vậy bài thơ không nhằm nhấn mạnh cái đặc điểm của cò đó là đảm đang tháo vát, như vậy câu 6 chọn D. Câu 7, qua bài thơ tác giả chủ yếu dành cho cò thái độ tình cảm gì? A. Kính trọng nể phục, B. Đồng cảm xót thương, C. Ngưỡng mộ người ca, D. Yêu mến sẻ chia. Như vậy qua bài thơ tác giả chủ yếu dành cho cò thái độ tình cảm đó là đồng cảm và xót thương, như vậy câu 7 chọn B. Câu 8, biện pháp tu từ nào không có trong bài thơ trên? A. Ẩn dụ, B. Tương phản, C. So sánh, D. Điệp cấu trúc. Như vậy, biện pháp tu từ không có trong bài thơ trên đó là so sánh, như vậy 8 chọn C. Câu 9, từ nào sau đây là từ ghép? A. Lận đận, B. Bơ vơ, D. Khắc khoải, C. Khắc khoải, D. Lặng lội. Như vậy, từ ghép trong các từ đó là từ lặng lội. Như vậy câu 9 chọn đáp án D. Tiếp theo câu 10, viết một đoạn văn khoảng 6 đến 8 dòng nêu cảm xúc của em sau khi đọc bài thơ Một mình trong mưa. Như vậy chúng ta sẽ viết lại cái cảm xúc của em sau khi đọc bài thơ Một mình trong mưa. Câu ví dụ đoạn văn. Bài thơ Một mình trong mưa với hình ảnh con cò lặn lội gợi cho em liên tưởng tới những người mẹ tảo tần vất vả nuôi con,
chăm lo cho gia đình. Trong các khổ thơ thì em đặc biệt ấn tượng với khổ thơ thứ 3. Khổ thơ khắc họa thành công hình ảnh người phụ nữ cô đơn, lặn lội giữa bập bùng mưa gió, không ngại khó, không ngại khổ, miệt mài bươn chải vì con, vì chồng. Qua đây em lại càng thêm trân trọng và yêu thương những người chị, người mẹ, người bà. Em tự nhủ sẽ cố gắng học hành thật tốt để không phụ lòng mong mỏi chăm lo. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn ngữ văn lớp 7. Thì sau khi xem xong các em thấy thích thì chia sẻ mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt và chào tạm biệt các em.